Tức là phương trình lượng giác cơ bản bây giờ nó gồm bốn phương trình các bạn em, bốn phương trình cơ bản. Phương trình bây giờ phương trình đầu tiên của nó này, đó là sin của alpha bằng sin beta, tức là sin giống nhau nha, sin bằng sin thì tương đương với này là alpha bằng beta cộng k hai pi, và alpha bằng pi trừ beta, đúng rồi, cộng K2π. Được chưa? Bây giờ mình lấy một ví dụ nhé. Ví dụ như vậy. Sin của x bằng 1 phần 2. Đó. Và em thấy này, bên này, vế bên này nó chưa có dạng sin, đúng không? Và thì chúng ta phải lấy máy chúng ta bấm này. Để kiểm ta phải đưa về đúng sin alpha. Đây, bấm này. Được. Đổi máy chế độ Daniel này. Sim. À, chỗ 2 nha. Ở đây là 2 và bấm shift sin của 0,5. Đó tức là 1/2 đó. Thì nó bằng pi trên 6. Ok chưa? Thì lúc đó em di chuyển về đúng dạng công thức này. Đó là sin của alpha sin x sẽ bằng sin của pi trên 6. Được không? Rồi tương đương với lúc đó mình bắt đầu mình dùng công thức x sẽ bằng bao nhiêu? Pi trên 6 cộng k2pi. Và lúc đó x sẽ bằng này pi trừ pi trên 6 đúng không, cộng k hai pi. Đó, nhớ đây là k thuộc z nhé, k là các số nguyên. Được chưa? Và tương đương với ta tính là x bằng pi trên 6 cộng k hai pi và x bằng 5 pi trên 6 cộng k hai pi. Đây là phương trình lượng giác cơ bản nhé. Rồi câu tiếp theo này, đó là sin 2x bằng căn 3 trên 2 đúng không? Thì tương đương với sin của 2x bằng sin của bao nhiêu vậy? Pi trên 3 đúng không? Rồi đáp này. Mình đáp là em hiểu này, 2x chính là alpha, phải là 2x bằng luôn. Pi trên 2, pi trên 3 cộng k2pi. Đó, và 2x bằng pi trừ pi trên 3 là bao nhiêu? Trừ luôn đi ha. Là 2 pi trên 3. 2 trên 3 cộng K2B. Được chưa? Rồi tương đương với chúng ta x sẽ bằng chia 2 luôn, Pi nhân 6 cộng K2B. Và x ở đây sẽ bằng là pi trên 3. Pi trên 3 đúng không? 2 trên 3 mà chia cho 2 nó mất cái số 2 luôn, cộng K2B luôn, mất số 2. Đó, đây là nghiệm. Không. Rồi xem nhé. Tiếp tục này, một trường hợp đặc biệt này. Sin của alpha mà bằng bằng một số k nhé, nhìn nha. Và lúc đó em bấm cái bấm này, cái bấm số k, nhớ số k này, số k luôn nằm trong đoạn một cho đến lớn bằng trừ một, đó thì phương trình này mới có nghiệm. Nhưng mà số k ở đây khi em bấm không ra số đẹp được thì em sẽ để dưới dạng ký hiệu như sau, tương đương với alpha bằng arc sin k cộng k2pi để dạng ký hiệu nhé, và alpha bằng pi trừ arc sin k cộng k2pi. Arc tức là ký hiệu á, ngược. Nếu mà ví dụ nhé, ví dụ như sin của x bằng 1 phần 3 đó, ok chưa, thì lúc đó em bấm thử đi, shift sin này, shift sin không phải của một hai lần chia ba đúng không, thì lúc đó khi mình bấm máy thì nó lẻ, thấy không, thì lúc đó mình không thể để đưa về sin bằng sin pha được mà để dưới dạng ký hiệu luôn, tương đương là x bằng bao nhiêu, arc sin 1/3 của cộng k hai pi đó, và x sẽ bằng pi trừ arc sin 1/3 cộng k2pi. Ok chưa? Rồi, một chú ý nữa này, em chú ý nhá, nếu mà sin của x á, alpha, sin alpha nha. Sin alpha mà bằng 0 tương đương với alpha. Cái này nó chỉ là một nghiệm thôi nhé. Còn em thấy là nếu sin alpha mà sin beta nó là hai nghiệm riêng, thằng đặc biệt này chỉ là một nghiệm thôi, alpha bằng K-B. k đó. Còn nếu sin alpha bằng 1 tương đương với alpha bằng, Đi trên 2. em bấm máy
máy để tìm ra cái số đó trước. Ship sin này của một, rồi em bấm bằng thì nó đang đi trên hai, đi trên hai, nhưng mà cái đuôi phía sau của nó là cộng k hay pi nhé. Còn nếu sin alpha mà bằng trừ một thì tương đương với alpha sẽ bằng, bấm máy tương tự nó ra trừ pi trên hai cộng k hai pi. Vậy là nhớ này, sin bằng không, sin bằng một và sin bằng âm một chỉ có một nghiệm. Loại phương trình thứ hai nhé, đó là cốt này, cốt alpha bằng cốt beta Đối. đó, thì tương đương với điều này, công thức nha. Công thức của nó như sau này: alpha bằng beta cộng a 2 pi, và alpha bằng trừ beta cộng a 2 pi. Ok chưa? Rồi bây giờ ví dụ nhé, bây giờ là cốt của 2x tìm bằng mà căn 2 trên 2. Rồi ok, làm tính đi. Rồi tương đương nhé. Bây giờ mình đổi ra này, bấm ship code nhé. Bây giờ bấm này, ship code của căn 2 trên 2. Căn 2 chia cho 2. Okay. Bằng bi trên 4. Được không? Này tương đương nhé. Cos 2x bằng cos của pi trên 4. Ở em ghi này, tương đương với này. 2x sẽ bằng nhé, pi trên 4 này cộng k2pi. Đó. Và 2x sẽ bằng là trừ pi trên 4 cộng k2pi. Rồi tương đương với, em chia 2 nhé, x sẽ bằng là pi trên 8 cộng k pi, và x sẽ bằng trừ vi trên 8 cộng k pi chia 2. Ok chưa? Rồi bây giờ cũng có chú ý này, khi mà nó lẻ nhá, khi mà cốt của alpha nhé mà nó nằm bằng một số k, k cũng nhỏ hơn bằng 1, lớn hơn bằng âm 1 đó, mà cái này khi em bấm nó không là số đẹp á, thì em vẫn để dưới dạng ký hiệu như sau, đó là alpha bằng ARC cos của k cộng k pi k 2 pi. Ok, giống cái kia đó, giống như sin này bằng âm của ARC cos của k cộng với k 2 pi. Ok chưa? Rồi bây giờ đến một ví dụ này, ví dụ như cos của x mà bằng 1/4 đi, kết quả bao nhiêu? Tương đương với này, x sẽ bằng này ARC cos của 1/4 cộng k 2 pi nhé, và x sẽ bằng là ARC trừ ARC cos của 1/4 cộng k 2 pi. Cái dấu trừ ở ngoài không phải trong đây đâu, trừ cái này. Và bây giờ này chú ý này, mình vẫn có chú ý nha, chú ý giống này đây, chú ý này, những thằng sau chỉ có một nghiệm thôi, cốt của x alpha mà bằng không thì tương đương với alpha sẽ bằng là pi trên 2 cộng k vi. Nhưng mà em nhớ này, em bấm này, em lấy máy em bấm ship code ra để góc pi trên 2 nhé, chứ đừng có nhớ cái này còn khi không nhớ nổi đâu. Ở ví dụ như cốt của alpha bằng 1 thì tương đương với, em bấm này, lấy máy mà bấm, nếu không thuộc lấy máy bấm là ship code của bao nhiêu, một xuống bằng là không, vậy là alpha sẽ bằng là k hay pi luôn. Tương đương như vậy, cốt của alpha mà bằng âm 1 nhé, tương đương alpha sẽ bằng pi cộng k hay pi. Đó là trường hợp đặc biệt. Tiếp theo nhé, đó là tan alpha bằng tan beta. Các bạn tiếp theo này, phương trình lượng giác có bốn phương trình cơ bản nhé: tan alpha bằng tan beta. Rồi các em nhớ này, chỗ này là công thức này này, nó liên quan đến điều kiện. Các em nhớ này, bước 1 nhé, phải điều kiện cho thầy này, tan thì bằng sin chia cos đúng không? Cos alpha khác không? Cos beta khác không? Đó. Này. Tương đương với alpha sẽ bằng là beta cộng với kpi nhé.
Cái này khỏi ví dụ mẫu đi ha. Rồi, tương tự như vậy. Cotang của alpha bằng cotang beta. Đó, sau đó chúng ta cũng có nhớ điều kiện nhé, cotang là gì đây? Xin chưa Đúng rồi, cotang của sin chia cos thì điều kiện là sin alpha khác không? Và cos alpha à, sin của beta có gì đây? Thôi đây. Khác không? Thấy chưa? Rồi sau đó tương đương với điều này nhé, mình y chang luôn alpha bằng beta cộng kpi nhé, đuôi phía sau của thằng này là kpi hết nhé, ai làm luôn để chia nhau để giải rồi ok nhé. Ví dụ ở đây này, tức là tan của tan 2x bằng 1 trên căn 3. Rồi điều kiện trước nha, điều kiện này cos của 2x khác gì? Khác không? Tương đương với 2x khác bao nhiêu? Pi trên 2 cộng k gì? K pi. Rồi tương đương với x khác này, pi trên 4 cộng k pi trên mấy? K pi trên 2 được không? Được không? Rồi bây giờ nhé, cái này công thức này sẽ tương đương với này, tan của 2x bằng tan của bao nhiêu của máy vùng đấy? Tan shift tan 1 chia 6 căn 3 bằng pi trên 6 đúng không? Rồi tương đương với này là 2x bằng pi trên 6 cộng k pi. Đó, và tương đương với 2x nhé, x sẽ bằng là pi trên 12 cộng k pi trên 2. Rồi em nhìn quan sát này, cái góc pi trên 12 với pi trên 4 chắc chắn nó không trùng nhau được đâu. Được không? Cái đuôi nó giống nhau rồi, nên cái này nhận được. Đó. Đây nhé. Chỉ các bạn này nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn nhận loại này thì mình em xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử K nhé. Đây. Còn điều này, K sẽ bắt đầu này, K thay K ở đây này. Nhìn thấy không? Mình đặt thay K trang 1 0 trước, lúc nào cũng bắt đầu đi con nhé. K 1 0 thì x bằng bao nhiêu? X khác bao nhiêu? Pi trên 4. Rồi, thay kiếp K 1. K 1 x khác bao nhiêu? Có mấy nhiêu cái? 1 phần 4 cộng với 1 phần 2 đúng không? Khác 3 pi sin 4 đúng không? Rồi K bằng 2. K bằng 2 tức là suy ra x khác. X khác này pi trên 4 cộng với K cộng bao nhiêu vậy? Cộng với pi bằng bao nhiêu? 5 pi trên mấy? 50 trên 4. Rồi K bằng 3 suy ra x khác bao nhiêu? Có mấy rồi này? Pi trên 4 cộng 3 pi trên 2 khác bao nhiêu? 7 pi trên mấy? Trên 4. Rồi K bằng 4 nhé. K bằng 4 tức là lúc đó x sẽ bằng này, pi trên 4 khác pi trên 4 cộng với 2 pi. 2 pi nó là một vòng, nó sẽ quay về trở về K bằng 0, nên chúng ta không xét K trên 4 nữa. Đó, bỏ. Vậy là em thay K từ 1 đến 3 thôi. Rồi tương tự như vậy, nếu em xét điều kiện em thay cũng thay K ở đây từ 1 cho đến khi nào cái vòng này nó trở thành 2 pi là em dừng lại. Rồi em đối chiếu với những cái số ở đây, nếu nó trùng với số ở đây là loại. Nha. Rồi bây giờ thay thử này, K bằng 0 thì x bằng bao nhiêu? Pi trên 10 gì? Pi trên 12 không trùng với số nào hết. Dạ. K bằng 1 thì là x bằng bao nhiêu? X bằng là thứ nhất này đó, tương tự về em tay đến K bằng 3, em đối chiếu với số này này, nó khác hoàn toàn với những cái số từ đây là mình nhận. Thấy chưa? Đúng rồi, còn bình thường là phải vẽ ra, tức là vẽ một cái đường tròn lập giác xong ta biểu diễn nên mất thời gian. Rồi câu này nhé, bắt đầu nem vừa tiếp theo là mình phải dùng công thức lập giác chứ không thể nào mà chúng ta biến đổi đơn giản được. Bây giờ này, chúng ta phải đưa này, bây giờ chuyển vế đó là cos của x cộng pi trên 3 bằng âm sin của 2x. Để bạn thấy này, bây giờ cái dấu âm này làm cho nó mất đi. Chúng ta học công thức lượng giác rồi, cos đối sin bù chéo đúng không? Bây giờ chúng ta bỏ cái dấu âm vào trong luôn, sin của bao nhiêu? Âm 2x. Bây giờ em thấy này, phương trình lượng giác á, cos thì nó phải bằng cos hoặc sin nó phải bằng sin thì nó phải đồng loại thì mới bằng nhau. Của anh nhé, của anh nhé, bằng cos của
Có mình đảo thì pi trên 2 trừ cho các alpha này là cộng gì đấy, nó đưa về cốt bằng cốt, các em tự giải quyết tiếp. Bây giờ câu tiếp theo này, sin của x trừ 50 độ bằng cốt, mình làm tương tự, nhưng mà em nhớ này, khi thay á các em phải thay để độ hết tương đương này. Bây giờ mình đổi sin thành cos hay cos thành sin? Sin thành cos đúng không? Vậy là x trừ 50 độ bằng, đổi sin luôn nhé, sin của 90 độ trừ x luôn. Rồi bọn em ráp công thức vào. Đây này. Rồi tương đương nhé, hai công thức nhé. Đây này. X trừ 50 độ đúng không? Bằng 90 độ trừ x cộng K2π á, bây giờ mình phải thay thành là K nhân 360 độ. Đó, được chưa? Còn x sẽ bằng là 50 độ này trừ đi pi thì thay bằng 180 độ. 180 độ trừ 90 độ cộng x nhá, tại vì mình đổi dấu á, cộng với 360 độ K. Được chưa? Rồi bắt đầu mình chuyển vế, mình giải bài toán tìm x bình thường. Rồi toán tìm x bình thường nhé. Ở đây này, x chuyển ra đây là 2x. Thấy không? 2x là 50 độ chuyển qua đây là bằng 140 độ cộng với 360 độ K. Rồi cái này x chuyển lên là mất 0 bằng cái này là 90 mà cộng thêm này cũng là 100 bao nhiêu? 40 độ. 360 độ K. Đó, cái này là vô lý này. Mình giải cái dưới thôi. Cái này là bao nhiêu con? Cái này 108. Không hả? Xin đúng rồi, đúng rồi, từ những ngáo chết rồi. X sẽ bằng 70 độ nhé, chia 2 thì bằng 180 độ K, đó là kết quả. Rồi sửa ô đây này nhé các em. Đây này, cái này này, 4 sin của x cos x nhân cos 2x này bằng trừ 1 phần 2. Rồi bây giờ này mình phải nhớ công thức nhân đôi nhé, công thức nhân đôi á, xin ha, công thức nhân đôi này mình xem lại công thức nhân đôi này, sin của 2 alpha thì bằng 2 sin alpha cos alpha đúng không? Mình giờ công thức này nâng lại lên nhé, cái này bằng 2 lần sin của nhân đôi góc phần đen 2x đúng không, nhân cos của 2 gì, 2x bằng bao nhiêu, trừ 1. Đó bây giờ tiếp tục nhân đôi góc này lên lần nữa là bằng sin của bao nhiêu, 4x bằng âm 1, được chưa? Rồi nhớ cái này sin và cos bằng âm 1 nó chỉ ra một giá trị thôi, bằng mấy cái tương đương với 4x bằng bao nhiêu, đi trừ b trên 2 cộng gì k2b rồi chia cho 4 là xong. Đây là x sẽ bằng là trừ b trên 8 cộng với kb trên 2, ok chưa? Nhớ là k thuộc z nhé. Bây giờ là giữ nguyên này, sin bình này, sin bình của x cộng với một à hai cos x, hai và cos 2x nhé, cos 2x trừ 1 được không, bằng không, ok chưa? Rồi tương đương với em đây này, sin bình của x cộng với, em thấy cos 2x nó có hai, có ba công thức không, cos bình trừ sin bình rồi hai cos bình x trừ 1, 1 trừ đi 2 sin bình x đúng không? Sẽ chọn công thức đó, 1 trừ 2 sin bình x trừ đi 1 bằng 0. Được chưa? Rồi 1 với 1 trừ triệt tiêu. Vấn đề là chúng ta phải khử đi số 1 đó để đưa về phương trình tích. À, phương trình rồi. Triệt tiêu được chưa? Là sin bình của sin bình là bao nhiêu? Con đi sang hỏi đi. Sin x bằng 0, được chưa? Rồi tương đương với x bằng k pi. Rồi nhá, em thấy này, cốt mũ 4 này. Bây giờ khử nó đi, khử gọi thì này, tương đương này. Đây là hằng đẳng thức khuyết tật sin bình x tất cả bình cộng với hai lần sin bình x cos bình x cộng với cos bình x tất cả bình, được chưa? Trừ hai lần sin bình x cốt bình x, đúng rồi, mình thêm bớt để nó trở thành thức á, ok chưa? Rồi nó bằng là âm 1 phần 2 cốt bình của 2x. Rồi tương đương với này,
thấy nó ra là sin bình của x đúng không, trừ cộng với cos bình của x, rồi tất cả bình trừ đi 2 nhân và bằng này sin x cos x tất cả mũ gì, mũ 2 bằng âm 1 phần 2 cos bình của 2x. Rồi sin bình của cos bình bằng mấy, bằng 1 đúng không, 1 trừ đi 2 lần. Rồi nhớ lại công thức này lúc nãy à, nhớ không chị ơi, sin sin 2x đúng không, thì bằng 2 sin x cos x, vậy thì thằng này nó ra 1 phần 2 sin của 2x tất cả bình phương cộng với 1 phần 2 chỉnh vế luôn nha, cos bình của 2x bằng 0. Đó, xem này, nhìn công thức nha, nhớ lại công thức vectơ giác này, có phải là sin của 2x không thì bằng bao nhiêu, 2 sin x cos x ạ. À, rồi bây giờ sin x cos x thì chia 2 qua đây là sin 2x chia 2, thấy chưa. Rồi tương đương với giải kết tiếp, cái này là 1 trừ đi 1 phần 2 sin bình của bao nhiêu, 2x cộng với 1 phần 2 cos bình của bao nhiêu, 2x bằng 0. Rồi đặt ra ngoài nhé, đặt 1 cộng với 1 phần 2 đặt ra ngoài, đó là cos bình của 2x trừ sin bình của 2x đúng không, bằng gì, bằng 0. Rồi biến đổi tiếp, 1 cộng với 1 phần 2, có nhớ sin bình, cos bình trừ sin bình bằng gì không, đó là cos 4x, công thức nhân đôi đúng nha. Rồi chuyển ra giải bình thường, cos của 4x sẽ bằng là nhân chéo đấy hả, trừ 1 chia cho 1 phần 2 là bao nhiêu, trừ 2 đúng không, VN rồi vô nghiệm, thấy chưa, S bằng rỗng, thấy chưa.